Các vị ở đây, có ai phản đối hôn lễ này không ạ? Không có, không có. Tôi phản đối. Sang Sang, cô muốn làm gì? Sang Sang, hôm nay là ngày vui. Các truyền thông lớn đều ở đây. Đừng quá vô phép như vậy. Chú Đoàn, con xin lỗi. Hôm nay con không thể nghe lời chú rồi. Con phải lấy lại công bằng cho mình. Đoàn Tiên Lãng, anh ta căn bản không có tư cách kết hôn. Sao lại như vậy chứ? Chuyện như vậy chứ? Đừng quay. Quá tùy tiện rồi, đúng vậy. Chú Đoàn, bức ảnh này không phải là ghép đâu. Con và Tiên Lãng chính là mối quan hệ này. Anh ta không nói rõ ràng với con. Sao có thể kết hôn với người con gái khác chứ? Sao lại thế này? Sớm biết như vậy, chúng ta đã ngay lập tức kết hôn rồi. Sao có thể kiềm chế được chứ? Đừng nghịch nữa. Cô đến đây làm gì? Sao tôi không thể đến đây chứ? Không phải cô đã từng nói chúng ta là người dân rồi sao? Sau này sẽ không gặp nhau nữa sao? Đó là anh nói. Hôm nay tôi đến là để thăm Thanh Đình. Sang Sang, đừng kêu tôi. Không phải anh vừa nói chúng ta là người lạ sao? Thanh Đình, chúc mừng cậu. Cảm ơn cậu. Sang Sang, xin lỗi. Không được nói xin lỗi. Thanh Đình, cậu là chị em tốt của mình. Không chuẩn bị giới thiệu cho mình biết người chồng thứ hai của cậu sao? Số của cô muốn cái gì? Đến chúc mừng bạn cũ tân hôn vui vẻ. Thanh Linh, người chồng thứ hai này của cậu thật buồn cười quá. Không tốt như cậu nghĩ đâu. Cô im miệng. Thanh Linh, cô còn nhớ lần đầu tiên cậu kết hôn, cậu có nói nếu như không thích anh ta, cậu có thể chọn không gả cho hắn. Vậy đằng này cũng giống như vậy, phải không? Mình... Chúng ta đi. Sao vậy? Sang Sang, mình và Tiên Đạn sắp kết hôn rồi. Mình hy vọng cậu có thể chúc phúc cho tụi mình. Thanh Linh, mình chúc phúc cho cậu. Không, là hai người. Hai người mau tranh thủ thưởng thức giây phút tốt đẹp này đi. Có điều tôi nhớ không lầm, tim của chú đệ không được tốt, cho nên phải nhớ kỹ, không được quá kích động. Còn nữa Thanh Linh, đây cũng không phải lần đầu cậu đồng phòng hoa chúc rồi, nên bình tĩnh điềm đạm chút. Cúp Sang Sang, cô đừng quá đáng. Sao thế, chú đệ tức giận rồi à? Chỉ là đùa thôi mà. Không biết đùa à? Tôi nói này Thanh Linh, cậu không có ý tứ gì đấy. Kết hôn cũng không báo với mình, để mình đọc báo mới biết được. Suốt cuộc cậu có coi mình là chị em tốt không đây? Mình không biết sẽ nói thế nào với cậu. Mình biết cậu sẽ không tha thứ cho mình. Cậu nói cái gì vậy? Cậu cũng xem thường mình quá rồi. Mình đã sớm tha thứ cho cậu rồi. Nói đi, cậu muốn quà kết hôn là gì? Không cần. Hôm nay có chúng tôi sẽ không mời cô đâu. Cho nên cô không cần chuẩn bị quà gì hết. Các người bất nhân thì tôi không thể không bất nghĩa. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ chọn một phần quà thật lớn. Hãy chờ đón xem nhé. Vậy bây giờ tôi không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt. Mặc kệ cô ta. Cả đêm không về cũng không nhận điện thoại. Để tôi bắt được anh thì anh chết chắc. Anh sợ quá đi mất. Có cần anh chọn cách bỏ chạy trước không? Sao lại ăn mặc như vậy chứ? Đi.
Hẹn hò thôi. Điên à, hôm nay là ngày làm việc. Chuyện này quan trọng hơn việc đi làm. Để hai người chúng ta hạnh phúc suốt đời. Sao cả đêm qua anh không về nhà, cũng không nhận điện thoại? Anh ở khu nghỉ dưỡng tăng ca, chính là để dành ra thời gian hôm nay hẹn hò cùng với em. Vậy thì anh cũng nên gọi cho em trước chứ. Nếu anh cho em biết trước thì còn gì gọi là ngạc nhiên nữa. Khi chúng ta kết hôn rất vội vàng, anh đã rất tiếc nuối. Sau hôn lễ, chúng ta đều không đi hưởng tuần trăng mật. Em và anh rất hiếm khi có những kỷ niệm đẹp của tình yêu. Hôm nay là ngày Thiên Lãng và Thanh Linh tự áo cưới phải không? Ba đồng ý cho họ kết hôn. Anh biết trong lòng của em nhất định rất buồn. Sao em lại cảm thấy là anh không vui mới đúng? Tuyết Tinh, không cần để tâm chuyện của bọn họ ảnh hưởng chúng ta như thế nào. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Em còn rất nhiều lý tưởng muốn thực hiện. Em biết nói những lời này rất dễ, nhưng làm thì khó quá. Cho nên anh mới dẫn em đến đây vui chơi một ngày. Chúng ta đem tất cả những chuyện không vui ở trên đời, tất cả những áp lực quăng đi hết. Sau này chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, đừng để bất kỳ ai ảnh hưởng. Sau đó lựa chọn tin tưởng đối phương, dựa dẫm đối phương. Bởi vì chúng ta chỉ có mỗi nhau. Từ bây giờ trở đi, giữa hai chúng ta sẽ không có bí mật, chỉ có tin tưởng. Được, đi, chúng ta đi chơi thôi. Chúc mừng Phó Tổng đoàn, chúc mừng. Chúc mừng, cảm ơn, cảm ơn. Xin mời. Ba, ta vào trước đi. Đợi thêm chút nữa. Hôm lễ sắp bắt đầu rồi. Được rồi. Xin quý vị hãy dành tràng vỗ tay hoan nghênh đôi từng làng từng đường chúng ta. Em căng thẳng quá. Anh cũng vậy. Cảm thấy con đường này càng đi càng dài. Hôm nay, dưới sự minh chứng của tình yêu, một đôi uyên ương kết thành vợ chồng. Anh Đoàn Thiên Lãng, anh có bằng lòng để cô Thanh Linh làm vợ? Bất luận nghèo nàn, khó khăn, đau khổ, cũng không bỏ rơi cô ấy. Anh có đồng ý không? Tôi bằng lòng. Cô Mục Thanh Linh, cô có đồng ý gả cho Thiên Lãng không? Bất luận là nghèo nàn, khó khăn, đau khổ, không rời xa anh ấy. Tôi bằng lòng. Các vị ở đây, có ai phản đối hôn lễ này không ạ? Không có, không có. Tôi phản đối.
Sang Sang, cô muốn làm gì? Sang Sang, hôm nay là ngày vui, các truyền thông lớn đều ở đây, đừng quá vô phép như vậy. Chú Đoàn, con xin lỗi, hôm nay con không thể nghe lời chú rồi, con phải lấy lại công bằng cho mình. Đoàn Tiên Lãng, anh ta căn bản không có tư cách kết hôn. Sao lại như vậy chứ? Chuyện như vậy chứ? Đừng quay, quá tùy tiện rồi, đúng vậy. Chú Đoàn, bức ảnh này không phải là ghép đâu. Con và Tiên Lãng chính là mối quan hệ này. Anh ta không nói rõ ràng với con, sao có thể kết hôn với người con gái khác chứ? Sao lại thế này? Con cũng không biết. Thanh Linh, cô Cúc, cô cũng là người trong giới kinh doanh. Phùng trường tác hỉ là thủ đoạn, dùng thủ đoạn là bản năng của cô, nhưng lấy thủ đoạn làm mũi tên cũng không thích hợp với cô cho lắm. Hôm nay là ngày vui của Đoàn gia chúng tôi, cô đừng có làm loạn. Tôi cũng hết cách rồi, cho nên hôm nay nhờ các vị quan khách làm chủ cho tôi. Tôi có thai rồi, đứa con là của Đoàn Tiên Lãng. Nếu mọi người không tin lời của tôi, có thể xem bản báo cáo kiểm tra này. Đinh Hải, anh vẫn cho tôi là dở thủ đoạn sao? Chú Đoàn, chú là trưởng bối, con giấu ba con đến đây đã là mất thể diện của nhà họ Cúc rồi. Con muốn trước mặt mọi người, con nhất định sẽ tìm lại cho con. Không, cho hai mẹ con một lời công bằng. Mau chụp đi, đừng quay nữa, ông đá vào con đi, đừng quay nữa. Đúng vậy, chị nói xem phải làm sao đây. Đúng là trò cười mà. Nếu như bức siêu âm đó là thật, thì chúc mừng cô. Nếu như không phải, thì cô mau chóng có thai thật đi. Thanh Linh, anh sao vậy? Em không tin anh sao? Tin. Vậy tại sao anh lại rời khỏi hiện trường hôn lễ? Bởi vì anh không phủ nhận. Anh thật sự không biết. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh thật sự không nhớ sao? Hôm đó anh không về nhà, anh không nhớ sao? Anh thừa nhận ở cùng với Sang Sang. Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy.
Anh tìm cô ta để làm rõ. Cô ta nói với anh, hôm đó tụi anh không xảy ra chuyện gì hết. Hôm đó, cô ấy hẹn anh ra để muốn nói từ bỏ anh. Đây là kế hoạch mà cô ta muốn hãm hại anh. Chúng ta gặp nhau đi, đừng để người khác biết. Khanh Linh, chắc chú rất giận. Anh không quay lại xem thử đi. Còn em thì sao? Em không về nhà với anh sao? Em phải thay quần áo. Anh đi đi. Anh ở đây đợi em. Không cần đợi em. Sa Sa, cô đừng uống nữa, đưa tôi. Trừ khi bức ảnh đó là tối đó cô ta đã chụp. Sang Sang, Sang Sang, chú Cúc, tôi tìm Sang Sang có chuyện gấp. Chú có thể kêu cô ấy ra đây một chút không? Cậu dám ức hiếp con gái của Cúc Thế Bệnh này, cậu phải ăn gan hùm mật gấu rồi. Tôi cho cậu biết, chuyện của tôi và cậu chưa xong đâu. Chú Cúc, chú khoan hãy nóng giận. Ngày đó con ở trước cửa nhà chú, xác nhận với cô ấy. Cô ấy chính miệng nói với con, chúng còn chẳng xảy ra chuyện gì. Không cần con phải chịu trách nhiệm, cậu có phải là đàn ông không? Tôi thật sự nhìn nhầm cậu rồi. Cậu đi ngay cho tôi vĩnh viễn không muốn thấy cậu nữa. Chú Cúc, chú đừng giận. Hôm nay nhất định cậu phải gặp Sang Sang. Nếu cậu không muốn đem chuyện này đến đồn cảnh sát để giải trình thì lập tức cút ngay cho tôi. Tôi cho cậu biết, việc này cậu không đến tìm tôi thì tôi cũng sẽ đi tìm cậu. Cút. Cút. Xin chào, mời vào trong. Mời bên này. Thanh Linh, ngồi đi. Cậu vẫn chưa ăn phải không? Ăn một chút đi. Tôi không muốn ăn. Mình biết bây giờ mời cậu ăn không thích hợp cho lắm. Nhưng vì đứa bé ở trong bụng, mình phải đảm bảo dinh dưỡng cho thai nhi. Thanh Linh, cậu hiểu phải không? Cô muốn nói gì với tôi? Cậu không có gì để hỏi mình sao? Tại sao phải đợi đến ngày hôm nay mới nói ra? Mình xin lỗi. Hôm nay thật sự mình không tốt. Mình không muốn phá hôn lễ của cậu, nhưng mình cũng là bất đắc dĩ thôi. Không phải cô đã nói cô đã quyết định buông bỏ đoàn Thiên Lãng sao? Phải. Mình thực chất đã quyết định sẽ không gặp lại Thiên Lãng nữa. Nhưng ngày đó bọn mình có uống rượu, sau khi uống say rồi xảy ra chuyện đó. Nhưng sau đó mình phát hiện vốn dĩ Thiên Lãng không muốn chịu trách nhiệm với mình. Tất cả đều do say rượu mà ra, không thể trách anh ấy. Cho nên mình quyết định dựa theo ý của Thiên Lãng mà làm. Ý của Thiên Lãng, anh ta hy vọng chuyện này chưa từng xảy ra. Mình đồng ý. Nhưng sau đó mình phát hiện mình có thai rồi. Hơn nữa mình nhìn thấy thông tin hai người kết hôn ở trên tờ báo. Mình biết mình hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Vì vậy mình muốn phá nó đi. Sang Sang, mình biết nhất định cậu sẽ phản đối, vì cậu cũng từng có con. Sau khi nằm trên bàn phẫu thuật, mình thấy hối hận. Dù gì thì đứa bé cũng không có lỗi, mình thật sự không nỡ làm như vậy. Sau đó mình đã bỏ chạy khỏi bàn phẫu thuật. Thanh Linh, cậu cũng từng là mẹ, tâm trạng của mình cậu có thể hiểu được không? Đương nhiên tôi có thể hiểu được chuyện làm mẹ. Thanh Linh, mình cầu xin cậu, cầu xin cậu hãy từ bỏ Thiên Lãng đi. Hãy coi như là vì đứa bé.
cho mình và con cả Thiên Lãng một cơ hội có được không? Thực ra chú Đoàn vốn chỉ không đồng ý cho hai người đến với nhau, chỉ là vì dì Tô Nam nên chú ấy mới không phản đối. Điều này cậu là người hiểu nhất phải không? Bà ơi, tại sao lúc đó con không nghe lời bà? Sao có thể cùng Đoàn Thiên Lãng sống bên nhau được? Tại sao bà không ở bên cạnh con? Con đem chuyện này làm thành một mớ hỗn độn. Nhưng cứ như thế này thì con không muốn rời xa anh ấy. Bà ơi, bà tỉnh dậy nói với con đi. Suốt cuộc con nên làm gì đây? Bà hãy nói cho con biết đi. Con phải làm sao đây? Bà ơi, Thanh Linh, cậu thật sự đã thông suốt rồi à? Không thể để đứa bé trong cuộc của Sang Sang không có ba. Mình chưa từng gặp ai tốt bụng như cậu cả. Đinh Hải cũng nhường cho Đoàn Tuyết Tinh. Lần này Đoàn Tuyết Nhãn lại tính nhường cho Sang Sang nữa. Sang Sang nói đúng. Chú Đoàn cũng không muốn mình ở bên cạnh Thiên Lãng. Người Đoàn gia thật tàn nhẫn. Thanh Linh, hay thế này đi, nhân cơ hội này bỏ trốn đi, mặc kệ Đoàn gia gì đó. Yên tâm đi, chuyện mẹ cậu mình sẽ tìm giúp cậu, được không? Thanh Linh, sao lại tìm đến đây vậy? Cuối cùng anh đã tìm được em. Về nhà với anh đi. Em đi trước đây. Thanh Linh, em sao vậy? Giờ em không muốn nhìn anh sao? Em không tin tưởng anh đúng không? Nhưng vừa nãy không lấy được, em còn nói, anh đừng nói nữa. Em muốn yên tĩnh một mình. Thanh Linh, suy nghĩ xong chưa? Ba, con và Thanh Linh nên chấm dứt đi. Con nói rồi, con sẽ không từ bỏ Thanh Linh đâu. Là tự con làm sai, ngoan ngoãn và tiếp nhận trừng phạt đi. Gói ghém tình cảm của Thanh Linh lại, sau đó chịu trách nhiệm với mẹ con của Sang Sang. Đây là chuyện mà một người đàn ông nên làm. Con đã làm gì sai? Trách nhiệm. Bà biết hai chữ này có ý nghĩa gì không? Nhanh chóng kết hôn với Sang Sang, đó là cách tốt nhất, cũng là cách nhanh chóng nhất. Con dám khẳng định đây là quyết định tồi tệ nhất. Không ngờ con trai của Đoàn Chính Hòa này lại là người ích kỷ như vậy. Ba kỳ vọng quá nhiều vào con nên mới bị tổn thương như vậy. Con xin lỗi, đầu con rối loạn rồi. Đây không phải là chuyện của riêng con. Tập đoàn, gia tộc, lợi ích sau này đều bị làm cho liên lụy. Các cổ đông sẽ nhanh chóng mở cuộc họp. Ta cũng không muốn quản con. Tất cả con tự mình quyết định đi. Em về rồi à? Em không muốn thấy anh, cũng không để anh chạm vào. Thanh Linh,
Em đã kiên quyết rồi phải không? Anh còn muốn nói gì đây? Nhưng đến bây giờ anh vẫn không thể tin được tất cả những gì Sang Sang nói. Quá hoang đường rồi. Có người phụ nữ nào sẵn sàng đem danh dự của mình ra đùa giỡn không? Huống hồ danh tiếng của Sang Sang như vậy, là đại tiểu thư của tập đoàn Sơn Thành. Cô ấy và ba cô ấy đều rất mất mặt. Chuyện của Sang Sang anh tính như thế nào? Nếu như tất cả những gì Sang Sang nói là sự thật, chuyện của đứa bé anh sẽ tôn trọng ý kiến cô ấy. Nhưng đối với cô ấy, anh sẽ xem cô ấy là người xấu. Thanh Linh, vậy con em, em có thể chấp nhận anh không? Đoàn Thiên Lãng, đã là lúc nào rồi mà anh còn nói những lời như vậy? Em thật sự đã nhìn nhầm anh rồi. Hóa ra không có một chút gì là tố chất đàn ông cả. Anh làm em quá thất vọng rồi. Hôm nay mỗi người các người đều nói thất vọng về anh, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không dám tin đã xảy ra chuyện gì. Em và ba anh, hai người anh yêu thương nhất, hai người đều đã cương quyết với anh. Em thà tin những lời Sang Sang nói còn hơn là tin anh. Nếu như những lời Sang Sang nói là thật, em cứ nên hỏi anh tâm trạng của anh bây giờ ra sao. Từ lễ đường hôn lễ anh như rớt xuống địa ngục, tâm trạng của anh có dễ chịu hay không? Cho nên anh vẫn chưa quyết định. Làm đó có ý gì? Em biết anh yêu em mà. Em biết anh muốn vậy được. Em ra tay anh quyết định. Anh hãy nghe lời chú đi. Kết hôn với Sang Sang đi. Em điên rồi. Không bao giờ. Nếu như anh không đồng ý, em cũng sẽ giống như mẹ của em, rời xa Đoàn gia. Là không ngủ được à? Hôn lễ của con trai bị gián đoạn. Trong lòng đầy hy vọng vợ sẽ xuất hiện, cô không đến. Sao ba có thể ngủ được chứ? Tuyết Tinh, có phải con cảm thấy ba vô cùng thảm hại không? Sao có thể thế được? Ba mẹ con cái nhà nào là không cãi nhau chứ? Ba đừng tự trách mình nữa. Lấy cổ phần để ép con cái mình kết hôn. Trên đời này sợ rằng chỉ có mình ba thôi. Thiên Lãng kết hôn với Thanh Linh, ba cũng giao cổ phần à? Chuyện ba nói là Thiên Lãng kết hôn với Sang Sang. Ba dùng cổ phần để làm mồi dụ dỗ Thiên Lãng và Sang Sang kết hôn. 2% cổ phần Thiên Lãng sẽ không để ý đâu. Ý ba là ba cho nó 10%. Lông mày của nó cũng không thèm nhíu một cái, từ chối được. 10%. Cúc Thái Bình đã gọi điện thoại cho ba rồi. Thiên Lãng nhất định phải lấy Sang Sang. Vậy ba nói 10% cổ phần là cổ phần của chính thái chúng ta, hay là cổ phần sau khi sáp nhập với Sơn Thành? Ba, Tuyết Tinh, anh nghe hết rồi. Bố thật kỳ quặc. Cho em 2%, cho Thiên Lãng tới 10% cổ phần. Cậu ta là con trai, phải thừa kế sự nghiệp gia đình. Hơn nữa cậu ta lấy Sang Sang giống như là đưa cho Đoàn gia một mỏ vàng vậy. Tất nhiên phải được thưởng nhiều rồi. Nếu như một ngày nào đó Thiên Lãng nghĩ thông suốt muốn lấy Sang Sang, bố lại đưa cổ phần cho nó, vậy địa vị ở công ty lại càng thêm chắc chắn rồi. Vậy chúng ta như thế nào đây? Và thật là, anh mau nghĩ cách đi. Biện pháp không phải là không có, nhưng quan trọng là tiền. Anh nói rõ coi. Cách này rất đơn giản. Chúng ta nghĩ cách mở rộng vốn đầu tư, sau đó từ bên ngoài mở rộng cổ phần chính thái. Tiền của em ba đều biết hết, không thể đụng vào. Cái này anh biết.
Cho nên anh mới nói là phải nghĩ cách khác để có tiền. Có cách gì? Okay, anh có thể nhờ đồng nghiệp trong giới báo chí trước đây nghe ngóng một chút.